Thì như với cái kiểu đập thùng là đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về, đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót nhé. Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về, đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề. Đường vào tình yêu sao giờ đây rẽ lối chia đôi trong tình lưu, bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau, em thường tươi cười và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời. Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi, và giờ đây riêng mình anh một mình đơn côi. Hôm nay chúng ta sẽ tập một cái điệu pop ballad và giúp chúng ta chơi được những bản ballad rất là hay. Nhưng mà từ khi quen em, anh đã biết bối rồi. Mà cái kiểu mốc như vậy thì nó sẽ tôn cái giọng hát của chúng ta lên. Tại vì đệm hát mà, đệm hát có nghĩa là cái tiếng đàn nó sẽ đệm cho chúng ta. Như vậy thì tập guitar nó khá là dễ. Đầu tiên là anh em phải chỉnh dây đàn, xong đó luyện ngón. Luyện ngón vậy sẽ giúp chúng ta chuyển hợp âm nhanh ha. Ở đây thì có một cái phần là cái giọng hát. Chọn cái giọng hát cho nó phù hợp. Thì vừa rồi là Khánh đánh cái giọng đô trưởng, nhưng mà cabo ngang 2 tương đương với giọng rê trưởng. Thì những cái hợp âm mà chúng ta cần tập để chúng ta chuyển được rất nhiều bài hát, đó là giọng dẫn vòng hòa âm như sau là đô trưởng, son trưởng, la thứ. Mọi người thấy không ạ? Di chuyển rất là nhanh. Thì những cái hợp âm này đều nằm trong giáo trình cũng có, hay là những clip trước của Khánh cũng đã hướng dẫn rất nhiều. Anh em chỉ cần là ráng mà sao mà chuyển những hợp âm này cho nó quen. Anh em có thể xem là danh sách phát mà hướng dẫn người ta cấp tốc cũng có rất là nhiều hợp âm này. Tại bây hôm nay là chúng ta hướng dẫn về điệu thôi. Cái điệu nó sẽ giúp chúng ta đánh. Thì khi mà chúng ta tập tới điệu rồi thì bắt buộc những hợp âm này chúng ta phải chuyển nó nhuần nhuyễn. Cách tập là chúng ta phải để một hợp âm, ví dụ chúng ta không có cabo thì chúng ta để đô trưởng bình thường ha. Cabo không dùng thì chúng ta xả ra. Cabo này nó còn một cái hay nữa là khi bạn em tập dây sắt đó mà đau tay quá thì chúng ta dùng cabo kẹp lên ở ngăn số 1 này. Chúng ta đánh đánh như bình thường thôi, như như đây là ngăn số 1 lại. Thì bấm nó êm, đánh pha trưởng đô nó êm. Đây là cái mẹo mà khi mà chúng ta tương không. Những cái bài clip online của Khánh thì sẽ được Khánh nhắc nhở lại cái việc này. Để không xài thì chúng ta tháo ra chọn cabo nó bên mà chúng ta tập vậy. Bùm đập chân chân đập chân, bùm đập chân chân đập chân chuyển. Đó, chỉ cho em nhịp trước ha, nhịp chân nè. Đập chân chân đập chân. Thì như với cái kiểu đập thùng nè, đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về, đoạn đường hôm nay xin mình anh lê gót nhé chị. Thì cặp thùng cũng được, nhưng mà nó cái tai chúng ta phải quen với cái nhịp. Và nếu mà Khánh hướng dẫn như vậy thì mọi người sẽ nghe cái cảm âm nó không được tốt. Vì vậy Khánh không hướng dẫn đập thùng, và Khánh hướng dẫn cái điệu cho nó chuẩn cái đã. Đập thùng sau này sẽ dễ dàng hơn khi mà chúng ta nhịp nó quen. Ok, nhịp như vậy. Nếu mà chúng ta đánh như vậy thì chúng nghe cảm âm nó tốt hơn. Đoạn đường ngày xưa anh cùng em đó, chúng ta nghe cái tiếng đàn nó rõ hơn so với cái tiếng đập. Okay. Xưa anh cùng em chung bước đi về,
nghe tình cảm hơn nhiều ha. Nữa thì anh em có thắc mắc comment bên dưới, Khanh sẽ đọc hết comment của anh em. Khanh sẽ đọc hết. Cái nào thích hợp Khanh sẽ trả lời. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Anh em nào mới xem lần đầu tiên nhớ đăng ký theo dõi kênh nha. Thank you. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của anh Vĩnh Khánh và cảm ơn luôn cả những anh em gần xa xem và follow kênh YouTube của anh. Chúc các bạn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và nhiều may mắn. Hãy bấm theo dõi kênh Guitar 5 phút để kênh tập đàn của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Thân ái và quyết thắng.